Mày làm tiền vậy à? Mày muốn làm gì? Tao bây giờ đi theo Dũng rồi, tao về phe của nó rồi, tao cần tiền thôi, tao không đi theo mày. Mày theo mày được gì đâu? Mày mày vừa nghèo với em có gì đâu, nhà cửa không có. Bây giờ tao anh em mày à? Tao anh em mày chưa? Bây giờ tao không muốn. Chứ tao anh em mày với mày lúc nào? Hả? Tao không muốn. Chơi chưa mày đâu? Tao với anh em mày lúc nào? Mày lúc nào? Một lũ đóng ấy, đánh nhau cái nào nữa? Ủa sao đầu mày có chó bảo là suy nghĩ kỹ vào. Mày suy nghĩ như vậy rưỡi lắm em ạ. Gọi thằng Dũng với con đọc đây. Lời xanh chỉ cần biết sống chết vì nhau, mặc cho bao gian lao hiểm nguy, anh em có nhau ngày gì gian khó, ta ngồi lại kể chuyện buồn vui đang cạn chén mai chung. Thì em đang ở đâu? Anh vừa mới về rồi, bây giờ em đang ở đâu? Em với anh Tuấn đang ngồi quán nước đúng không? Ừ, ở quán nước đấy, xong rồi anh với anh Khỏa phi ra luôn, phi ra xong nói chuyện gọi điện. Mày gọi cho con bíp ra nói chuyện xem là thái độ nó như nào. Tao ra bây giờ luôn, mày cứ ở đây thôi, khỏi về. Tao ra luôn, ở quán nước IT đúng không? Ờ, đợi tí. Đi luôn theo quán nước các bạn, tao đang quán. Ồ, đúng nha. Đúng kìa. Thế mọi chuyện là như nào? Ở nhà như nào mà sao lại đánh nhau bây giờ? Anh vừa mới ở viện về, đang chăm chị Thư vừa mới đẻ xong. Hết chuyện này đến chuyện khác. Về một cái là anh ra đây luôn. Thì bây giờ anh phải biết, giờ cũng biết giờ nó bên phe thằng Dũng rồi. Sao nó lại bên phe Dũng? Thì thằng Dũng với công Ngọc dùng tiền để mua chuộc bíp đây, xong bíp nó ham tiền nó qua bên Dũng rồi. Nó nghe luôn theo Dũng. Bây giờ anh em nói gì nó không nghe đâu, nó chỉ. Nhưng mà lâu chưa? Lâu rồi anh. Nhưng mà mày như nào mà để cho chúng nó này chém cho rồi là đi viện đi bao nhiêu thứ đấy? Chém cho thì đéo ai muốn gây sự với nó làm gì để nhà mình đang ở chỗ nhà bác mình đấy, tao đến nó xé nát cái nhà rồi đâu. Anh bị chém á? Ờ. Với bọn nó xem nào. Anh đi vài hôm ngày tao bị thương. Thì đấy là kia tao đi vài hôm rồi nó mới đến nhà anh gây sự đấy. Nó ầm lên này. Nhưng mà con biết là nó đang ở đâu rồi? Giờ chắc đang ở nhà thằng Dũng này. Bây giờ anh gọi thử soi xem. Bây giờ mày lấy điện thoại mày gọi nó ra đây luôn thì để tao nói chuyện với nó. Nó có ra đây đâu? Chắc nó không ra đâu, bây giờ anh gọi. Mày cứ điện thoại gọi ra đâu. Chứ mới hôm qua nó bị đánh rồi, bây giờ đời nào nó ra cho mày gặp nữa. Tao về đây tao phải gặp được chứ. Anh bị chém được thế nào ấy? Đấy nó cầm theo nó mày tụt sao đấy? Bụng mày cũng sao? Mày mới dậy anh nhở? Bây giờ ấy, anh em mình ấy, chơi với nó, anh em mình coi nó là anh em. Đây là từ lúc mà anh đi lên viện để anh chăm chị Thư một cái là nó về phe anh Dũng luôn. Ôi em không tin luôn đấy. Anh cũng đéo ngờ là con chó ấy nó khốn nạn như thế mà. Anh cho nó bao nhiêu luôn? Nó là bây giờ mày là em nó chăm chị Thư. Tại Bình coi nó rồi. Đến chất. Mày điện thoại không có tiền à? Giờ kiểu gì anh gọi nó cũng nghe đâu. Mà mày mày đấy. Mày có số bíp không? Đưa anh số bíp đây. Em không số anh ạ. Nhắn tin mẹ mày bảo gửi số đây. Bíp gì em có. Không có à? Để em nhắn tin cho nó luôn. Đi, con mẹ nó gọi luôn. Thằng Tuấn xem nào đi. Dạ già chúng bọn thằng Dũng có tiền rồi. Có đâu anh đồng tiền rồi. Gọi rồi. Đéo biết đâu nghe không? Tuấn gọi. Hôm nay mình đã về đây rồi nhá. Thì mình chắc chắn là mình một là mình phải gặp được thằng Dũng. Hai là mình phải gặp con bíp. À mày hôm nay ấy, mình nói thật với anh em luôn. Là cái con chó đấy mình phải gặp bằng được, mình vả mặt nó luôn. Nó ấy là nó dắt mũi anh em mình, nó chơi xấu anh em mình. Alo, con chó này mày đang ở đâu ấy? Mày gọi tao gì? Này, mày muốn như nào? Tao bây giờ mới về viện, mày hiểu chưa? Tao vừa mới chăm vợ tao mới đẻ, tao mới về, bây giờ tao mới về. Mày đang ở đâu thì tao gặp mày ở đấy, mày đang ở chỗ nào? Gì? Tao để cắn quái đỏ mà đi gặp. À mày tao cắn mày cái lúc. À mày gặp bố mày đi. À thế con chó là ở nhà mày cắn anh em bố mày đấy. Cô chỉ bọn nó đánh tao thì tao phải đánh lại thôi. À mày đánh mày ở lúc nào mà mày bây giờ mày này là chém người đấy à? Mày tưởng chém người là dễ à? Ô thì anh em mày đánh tao mày đi mày có biết đâu nó đánh tao tao sẽ xiên. Thế bây giờ bố mày hỏi mày là mày có ra gặp tao không? Mày có ra gặp không? Mày đéo không gọi tao tao luôn. À mày biết mày có ra không? Tao đéo gặp đây. Bố mày đến tận nhà. Ok
cây nhà, cây vải này ở ở nhà anh này, cây nó đang đứng ở nhà anh mà. Ở nhà anh mà, em nhìn với anh đi bảo đây. Đúng cái cây vải ở nhà anh mà. Từ từ mày đây. Mày mày phi ở đây lừa đợi đi để anh mày phi về. Em có nó ra. Đúng rồi, vẫn ở cái nhà anh đây. Đúng rồi, cây vải anh thấy nó đang em đánh bảo nhìn ừ. Cái quen rồi giấu mãi thì cái vải vẫn ở cái vải ở cái chỗ nhà anh mà nhà anh nó đang ở nhà anh, khi về thì lên mẹ ăn con chó này về nó có mất ra mẹ tao vả rồi về nhá, mẹ có mất ra vả nó bắt anh đi vài hôm nói mày hỏng về ra con vả cho anh em xem. Nó bố lao đó, nó hai mặt nó giả tạo đi, giả lát cho tôi về tôi bảo cho anh em xem. Con này chỉ thích cầm tiền đấy rồi mà phải thế. Nó thèm tiền thì nó bảo với tôi. Chứ nó đéo bao giờ là nó hai mặt như thế. Thì em hủy thôi. Sợ rồi, nó còn chém cả anh Tuấn luôn. Ừ, nó chém anh Tuấn mà. Như này không được rồi, vẫn dậy quá. Nó chém anh Tuấn đi viện mấy ngày nay rồi. Đi về tóm ra thì mẹ nó làm nhà. Mày đâu? Em lại không? Ngồi lên xe. Này mày bênh ai? Mày có chuyện gì mày nói với tao đi. Mày vừa nói gì? Bênh ai? Ôi. Mày bênh ai? Ôi tao. Đi ra mày đỡ cho mày. Ra ngoài ôi, kia. Tao xin mày. Tao đợi cái chuyện. Mày có đó. Chuyện gì mày nói luôn đây đi. Đi con mẹ mày, ngồi lên. Ngồi lên em ơi. Bố mày có rất nhiều chuyện mày hiểu chưa? Mày là thằng tao không nhờ mày như vậy, đi vào. Bây giờ tao nó chỉ em đang không muốn đi theo bọn mày thôi. Đi vô. Mày nói chuyện gì đấy? Ra đây nào. Bố mày không cho mày nói chuyện được rồi. Ra quán nước. Bố mày nói chuyện mày, một một. Mày nói chuyện xong mày thả nó vào, ra về. Nhà mày, mày nghĩ về được á? Ra mày. Mày không bảo đi đâu? Bảo đâu? Đi vô. Mày vào đi biết. Mày vào đi biết. Đi đâu? Ra. Xuống. Để tao chăm vợ tao. Vợ tao mới đẻ. Tao phải từ bệnh viện tao về đây. Mày bây giờ mày vì mày hiểu chưa? Vì mày nên là tao mới bị mẹ rách việc như này. Còn nếu như ấy, cái bộ mặt của mày ấy, mà thích thể hiện ra ngay từ đầu ấy, mày phải thể hiện luôn. Đừng có mà giả tạo. Đến lúc mà ấy, của tao đi bệnh viện ở nhà mày cắn anh em tao. Mày hiểu chưa? Nhưng mà tao nói thẳng ra bây giờ tao không
mày chưa? Thế bây giờ tao anh em mày à? Tao anh em mày chưa? Tao không muốn. Tao anh em mày thế mày lúc nào? Hả? Tao không muốn. Dây dưa mày thôi. Tao với anh em mày lúc nào? Mày lúc nào? Thì bây giờ mày hỏi cho anh trai mày xem. Mày tao không coi đâu. Không. Coi tao không ra một cái gì cả. Vì tao chả đánh. Chưa ra tội gì hết như thế rồi. Thì mày ngu quá. Tụi anh em tao chưa? Không có tao con nào đâu. Ừ nhỉ. Dũng con Ngọc nó ở nhà mày. Bố mày gọi nó để bố đấy. Bây giờ mày sang mà gặp nó, tao cần mày giấu ra đây đâu. Đúng như thế. Thì bây giờ mày này với cả anh Tuấn như nào? Giải quyết luôn. Em muốn làm gì nào đi, muốn làm gì anh làm lại luôn. Bây giờ anh đánh nó luôn. Quá tao chạy nhanh lắm mà. Tao thì chẳng chạy em. Nhưng còn mày một lũ đống ấy, đánh đâu tại đầu nữa. Ủa sắc lên đầu mày có chỗ bảo là chú đi kỹ vào. Mày xin lãng như vậy đấy. Rửa lắm em ạ. Gọi thằng Dũng với con Ngọc đây. Tao còn gì phải gọi. Mày cứ sẵn đi mà kiếm nó đi. Này kiểu lên sai đẹp. Mày mày ngồi ra không? Bố dẫm vào mặt mày luôn đấy. Mày có phải dẫm vào mặt mày luôn không? Hả? Này. Bố mày nói mày nghe nhá. Mày ấy chưa là cái đéo gì đâu. Mày hiểu chưa? Đừng có mày đi dắt mút người khác. Đừng có bao đi lừa đảo người khác. Có tí tiền về nuôi gia đình nhà mày chứ đừng lừa người khác. Tao chẳng còn tao nói cho mày biết này, giữa tao và mày từ giờ trở đi nhá, đéo là cái gì với nhau nữa. Nhà mày còn thằng Dũng nhá, con Ngọc về nói cho nó này, thằng kia nó về rồi và chắc chắn là đéo là nó để yên mày đâu. Vợ tao với con tao còn ở nhà để bố mày đéo muốn suy nghĩ cho mày. Thôi tao đâu mày đâu mày tao đâu. Mày về mày nói nó này. Thằng kia nó về rồi. Vợ con nó cũng về viện rồi, đẻ xong rồi. Về mày bảo mày nói luôn. Nghe là mày nếu như không hợp nó xin lỗi. Tao còn đánh nó nhiều. Mày cút. Ôi không. Mày cút không? Thôi rồi, đấy. Cái này để mày nghe nó cũng chưa nói đâu. Nói từng cái nghe thấy chưa mà. Nó chỉ sợ lúc này thôi, thì bây giờ được gặp lại cắn lại mà. Ở nhà tao lần gặp anh về rồi. Một phát anh thấy con chó nó đang ở đó đứng ở cổng luôn. Anh biết ngay mà anh vừa gọi điện. Cái cây nhãn, à cái cây vải là cái cây nhãn chỗ nhà mình ấy. Vâng. Anh về phát đi và thấy nó đứng ngoài cổng luôn, anh tóm nó ra luôn. Nhà nó cố nặng lắm. Tay chỗ một chỗ nó về kiểu gì. Khoe bọn kia. Kiểu gì nó về nó báo không giống với người. Nhà với anh tát cho đi. Ví dụ ở nhà rồi, nó anh nô ra đây đánh tiếp. Chỉ đánh em thôi. Không ngờ mẹ cái loại lắm tiền. Anh đéo nghĩ là nó như thế đi. Sao? Nó với anh chơi với nhau rồi. Anh em với nhau. Anh nó bảo là tức là nó muốn làm với anh, nó muốn ở với anh. Đúng không? Vâng. Trước đây anh em mình sống nó như nào? Có bao giờ giúp nhau gì đâu, thế mà nó lợi dụng anh đấy. Đấy, trước anh em mình giúp đỡ nó bao nhiêu, bây giờ nó phản bội anh em mình đây. Mẹ. Để bây giờ nó có tiền thế này, nó quên hết rồi đấy. Bây giờ thấy nhà mình còn cái gì đâu. Chính vì nó dẫn thằng Dũng với Ngọc qua nhà mình để phá đấy. Chính mặt nó luôn. Nhà mày nói thật luôn này. Nếu như mà không gặp mình xin lỗi, cả không gặp tất cả anh em mình mà xin lỗi một câu ấy. Nhà mày thật luôn, mọi chuyện nó còn to hơn. Đừng để mọi chuyện nó to và đừng để bọn tao phải tìm. Tao nói trước nhá. Tao gửi đôi lời ra con chó. Nếu như xem được video của tao mà không đến đây điên liên lạc lại tao xin lỗi tao một câu nhá. Gặp ở đâu thì đừng có trách. Tao nói trước như thế. Chỗ gì con này về khoe giúp con Ngọc. Chỗ gì giờ thế, chả nói. Mẹ, mẹ, nó khoe rồi, nó lên. Cơ bình. Con chó này.